Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Tình yêu là điều tuyệt vời nhất của tạo hóa. Thứ gia vị này đem đến cho con người những cảm giác khó tả. Có lúc bay bổng đến phiêu bồng, nhưng cũng có lúc lại ngụm lặn trong đau khổ. Nào ai muốn tình yêu tan vỡ hay phải buồn vì nó, nhưng cuộc sống nào có chiều lòng người. Khi người ta đã hết yêu nhau, có người khác hay đơn giản là chẳng thể đến được với nhau dù vẫn còn đó tình cảm nồng cháy. Thứ gia vị này thật khó nuốt, cay cay nồng nồng trên khóe mắt, đôi lúc lại mặn mặn, đắng đắng mà không thể diễn tả nổi đó là vị gì. Nhưng biết làm sao được, phải gượng cười để tiếp tục sống và tiếp tục yêu vì đó là quy luật. Trong tháng 7 âm lịch này, chuyện tình cảm của hầu hết các con giáp đều sẽ có những biến động rất lớn. Tuy nhiên, có 5 con giáp thậm chí còn có thể lâm vào tình trạng đổ vỡ, chia ly bởi sự xuất hiện của những sao xấu trong vận trình tử vi tháng này. Và trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy May mắn xin được chia sẻ cùng với quý vị những con giáp rất dễ rơi vào tình trạng bỏ thì thương mà vương thì tội. Qua đó cũng chia sẻ những biện pháp hóa giải tốt nhất dành cho mỗi con giáp. Đầu tiên là tuổi Tý. Theo tử vi khoa học, tuổi Tý trong tháng cô hồn năm 2020 sẽ gặp phải nhiều chuyện ngoài ý muốn, buồn thương không thôi. Tình cảm trao đi nhưng chẳng được trân trọng. Không hẳn là bạn bi quan nhưng cũng khó lòng không thất vọng khi thấy những thứ mình trao đi với tất cả tấm lòng lại bị dẫm đạp dưới chân người khác. Sự tổn thương sẽ khiến cho con giáp này cảm thấy sợ hãi, không muốn mở lòng mình bởi bạn còn e ngại. Mình tiếp tục bị tổn thương đau đớn khi mang trái tim trần trụi, không gì bảo vệ, đặt dưới chân người khác. Với những người khác may mắn hơn, tình duyên cũng chẳng được như ý. Tuổi Tý chưa quên được người cũ khi bước chân vào một mối quan hệ mới, nên bạn có thể sẽ đem lại cảm xúc của mình đi hơi xa. Không phải là điều kiện tốt để vun đắp tình cảm hiện tại, thậm chí còn là liều thuốc độc cho hạnh phúc của bạn. Những mâu thuẫn không ngừng nảy sinh sẽ khiến cho khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn hơn. Chưa cần hai người mất đi tình cảm mà chia tay thì đã có ngay kẻ thứ ba người thế mùi mà xông vào, xen ngang cướp đoạt thứ vốn dĩ đang thuộc về bạn. Những phút yếu lòng có thể khiến cho tuổi Tý phải hối hận rất lâu sau này. Nam mệnh nên lưu ý giữ mình khi tham gia hội họp chè chén, đừng vì bị khích tướng hay say sưa mất lý trí mà tự tay hất đổ báu vật trên tay mình. Tuổi Dần. Xem tử vi tình duyên tháng cô hồn của 12 con giáp, tuổi Dần có thể đang mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Bạn nghĩ một đằng nhưng hành động một nẻo, chẳng hề trùng nhau, khiến cho đối phương không thể nào hiểu được dụng ý phía sau của bạn. Nếu tình trạng này cứ mãi kéo dài, đôi bên có thể sẽ hiểu lầm tình cảm của nhau, nghi ngờ liệu có phải một trong hai người thay lòng đổi dạ. Chuyện hiểu lầm cũng hoàn toàn có thể trở thành sự thật khi điểm báo tử vi cho thấy kẻ thứ ba đang tìm cách để phá hoại mối quan hệ giữa bạn và người ấy, chen chân vào hạnh phúc mà bạn đang nắm giữ. Nếu con giáp này không nhanh chóng tìm cách tháo gỡ những mâu thuẫn, hiểu lầm đang có, thì chẳng sớm thì muộn, tình cảm sẽ phôi phai. Lúc đó, chẳng cần kẻ thứ ba thì tình yêu cũng tự khắc tan vỡ. Đừng lo chuyện bao đồng mãi nữa, bạn cần phải chăm sóc cho hạnh phúc của chính mình. Làm người tốt giúp đỡ người khác là chuyện nên làm. Nhưng khi đám lửa nhà mình còn đang cháy thì đừng vội chạy đi lấy nước dập lửa cho nhà hàng xóm. Bạn có thể bị lợi dụng vì sự tốt bụng, tốt tính của mình. Hạnh phúc chẳng ai giống ai, nhưng thứ mà ai không có được thì sẽ bị ganh tức, đố kỵ. Bạn dốc lòng vì người khác, nhưng có thể với họ bạn chỉ luôn là người để lợi dụng mà thôi. Tuổi Tỵ. Tử vi hàng tháng cho thấy trong tháng 7 âm lịch này, tuổi Tỵ đang trải qua nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm. Bản thân bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, có thể sẽ đưa ra những lựa chọn và quyết định sai lầm. Con giáp này đang để cho những ảo mộng lấn át suy nghĩ thực tế. Cuộc sống này vốn không công bằng, có phải lúc nào người tốt cũng sẽ gặp người tốt đâu. Khi có cơ hội tốt tìm đến một nửa của mình mà bản thân bạn không biết trân trọng,
thì không biết phải chờ được bao lâu nữa mới có thể giành được cơ hội. Đôi khi bạn tự quy tội, chụp mũ cho những hành động thực tế mà sai trái, lấy quy chuẩn lãng mạn như phim ngôn tình để áp đặt lên tình yêu của mình. Càng như vậy, bạn chỉ càng chìm đắm trong những cơn viễn tưởng mà không biết rằng cuộc tình của mình sẽ đi đâu và về đâu. Suy nghĩ sai lầm dẫn đến hành động sai lầm. Tình cảm cũng có thể vì thế mà tan vỡ. Bạn đừng để cho đối phương cảm thấy thất vọng vì đã trao đi tình cảm cho lầm người. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm có thể khiến cho tình yêu tan vỡ, chấm hết cuộc tình chóng vánh. Tuổi Ngọ. Xem tử vi tháng cô hồn năm 2020, tuổi Ngọ đang gặp phải nhiều vấn đề trong các mối quan hệ từ xã giao cho tới chuyện tình cảm. Nhân duyên kém, bạn chỉ dễ gây thù chuốc oán chứ khó lòng giành được cảm tình của người khác về cho mình. Công việc bận rộn và áp lực ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của con giáp này. Bạn có thể không kiểm soát được cảm xúc, lời nói mà khiến cho đối phương phận lòng. Tình cảm mới bắt đầu có dấu hiệu chớm nở thì đã ngay lập tức bị dội cho một gáo nước lạnh. Người độc thân cần phải xem lại chính mình khi biết bao người được giới thiệu mà không ai vừa mắt bạn, hay đối phương vốn dĩ chẳng để bạn vào mắt. Nếu tiêu chuẩn quá cao so với điều kiện thực tế thì đó là điều khó tránh. Với những bạn đã có đôi có cặp, bạn có thể khiến cho đối phương chán ngấy khi cứ nghe đi nghe lại những lời than vãn của mình. Hãy tự tìm cách giải quyết, dù sao bạn cũng đã trưởng thành. Đừng đem xô rác trong lòng của mình để đổ lên đầu người khác, nhất là khi đó là người mà bạn yêu thương. Có một vài sự chia ly sẽ diễn ra trong khoảng thời gian này. Có thể do yêu cầu công việc, cũng có thể do mâu thuẫn. Nhưng nói chung, việc yêu xa hoàn toàn không thích hợp với tuổi Ngọ trong khoảng thời gian này. Nó chỉ khiến bạn thêm xao động mà thôi. Gia đình không khí căng thẳng, mọi người dần giảm bớt nói chuyện với nhau, không còn tâm sự, chia sẻ nhiều như trước do không tìm thấy tiếng nói chung. Để hóa giải vận hạn tình duyên trong tháng cô hồn thì các con giáp nên sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân. Vòng tay tam hợp quý nhân sẽ giúp tăng cường khí, hộ thân cho con giáp trong tháng cô hồn. Sự ngưng tụ khí đó còn đem lại may mắn thuận lợi trong sự nghiệp và mang lại tài lộc, quý nhân phù trợ cho bản mệnh. Năng lực của tam hợp khí được xếp vào hàng đầu trong các ngũ hành hóa khí, đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, giúp hóa sát, cải vận. Phối hợp tam hợp theo tuổi của thập nhị địa chi nam sinh, còn gọi là minh hợp hay quý thần hợp khí, là vô cùng tốt lành trong phong thủy cải mệnh trong tháng này. Quý vị thân mến, bên cạnh những con giáp tiền mất tình tan vào rằm tháng 7, thì còn có những con giáp được tình yêu dẫn lối, vượng vận đào hoa nhất vào tháng 7 âm lịch. Hơn thế nữa, lại được cả sự nghiệp phát triển, quý nhân phù trợ, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem đó là những con giáp may mắn nào trong phần tiếp theo của chương trình. Đầu tiên là tuổi Sửu. Tin vui cho những người tuổi Sửu trong tháng này là chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển hết sức thuận lợi. Đặc biệt là những người độc thân có vận trình tình duyên vô cùng tốt đẹp. Bạn sẽ có cơ may gặp được mảnh ghép còn lại đúng như tiêu chuẩn của bạn. Nếu chủ động mở rộng mối quan hệ của mình, bạn sẽ có thêm những niềm vui khi được trò chuyện với người tâm đầu, ý hợp. Tình cảm của các cặp đôi không xảy ra biến cố gì quá lớn. Mối quan hệ của hai bạn đang khá yên bình, để mỗi bên đều có thể an tâm theo đuổi sự nghiệp của mình. Song, nếu như muốn tình cảm trở nên nồng nàn và bền chặt hơn, bạn và người ấy cần phải dành thời gian để chia sẻ, tâm sự những vấn đề trong cuộc sống cùng với nửa kia. Cả hai cũng đừng quên dành thời gian để hâm nóng tình yêu, tạo sự kết nối cả về thể chất và tâm hồn. Tuổi Thìn. Tình cảm thuận lợi, gia đạo an yên tạo ra sự yên tâm và động lực cố gắng rất lớn cho con giáp tuổi Thìn trong tháng 8 dương lịch. Các mối quan hệ của bạn vẫn đang tiến triển hết sức tốt đẹp. Trong công việc, bạn được quý nhân nâng đỡ nên sẽ tìm được hướng đi phù hợp. Còn đời sống cá nhân, tình cảm ăn sâu bén rễ giữa các cặp đôi giúp hai bạn nhận được nhiều tin vui. Cả hai đều trân trọng hạnh phúc hiện tại nên không dễ gì buông tay nhau dù có gặp bao nhiêu khó khăn. Người đã có gia đình thì vợ chồng đồng lòng dốc sức vun vén hạnh phúc. Thậm chí có người còn có tin mừng về chuyện con cái. Tháng này, người độc thân đã đủ mạnh mẽ bước ra khỏi nỗi đau từ tình cảm trong quá khứ, cũng có cơ hội tìm được tình yêu mới bên những người thực sự yêu thương mình. Duyên phận có thể đến từ việc tình cờ gặp gỡ hoặc qua giới thiệu mai mối. Tuổi Mùi.
Những người tuổi Mùi là con giáp đào hoa trong tháng 8 năm 2020 dương lịch. Bạn sẽ được đón nhiều tin vui. Đây là thời điểm lý tưởng để những ai còn độc thân đẩy mạnh quá trình tìm kiếm nửa kia cho mình. Bạn đừng nên ngần ngại khi nhận lời kết thân của ai đó, hoặc nếu được giới thiệu cũng đừng vội từ chối. Hãy cho đôi bên cơ hội được tìm hiểu nhau, có được mối nhân duyên tốt đẹp. Với những người đã kết hôn lâu, tình cảm của hai người tưởng như đã trở về trầm lắng, nhưng bỗng chốc lại được khuấy động, trở nên lãng mạn, tươi mới lạ thường. Tranh thủ cơ hội hiếm có này, bản mệnh hãy dành sự quan tâm, tình cảm yêu thương cho nửa kia nhiều hơn bằng cách nói ra những lời ngọt ngào, sắp xếp một vài bữa tối lãng mạn hoặc chủ động giúp đỡ nửa kia nhiều hơn trong các công việc nhà. Quý vị thân mến, hy vọng thông qua chương trình này, quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin bổ ích về những con giáp siêu đen đủi trong ngày rằm tháng 7. Nếu quý vị và các bạn là một trong số những con giáp gặp hạn trong năm 2020, hãy để lại comment về bản thân dưới phần bình luận để nhận được cách hóa giải tới từ các trợ lý của thầy Gia Cát. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.